tiếp theo cái bài nhật ký học tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mạng hai cực không nguồn thì trong một số trường hợp nhiệm vụ phân tích mạch ấy, không đòi hỏi phải có tính tất cả các dòng các áp trên tất cả các nhánh mà nó chỉ đòi hỏi là tính toán trên một nhánh hoặc là một phần tử mạch nào đó thì lúc đó việc vận dụng cái phương pháp mà rất nhiều phương pháp khác nó sẽ không tốt bằng cái phương pháp gọi là phương pháp nguồn tương đương đấy và nó sẽ phương pháp này nó sẽ cho kết quả tối ưu và nó không cho kết quả thừa. Đấy. Thì đầu tiên cái phương pháp đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu đó là phương pháp mạng hai cực không nguồn. Ở mạng hai cực không nguồn thì trạng thái năng lượng của nó được thể hiện bằng các dòng và cái áp trên hai cực của của mạng. Với địa à, mạch điện là tuyến tính thì dòng và áp trên hai cực phải là quan hệ tuyến tính với nhau. Và lúc đó ta sẽ có được cái biểu thức, hai cái biểu thức dưới đây. Biểu thức thứ nhất, u phức bằng z nhân cho y phức, sau đó chúng ta sẽ biến đổi phức hóa nó thì nó sẽ bằng là bằng là r cộng với Z. Sau đó à, chúng ta tính tổng trở của mạch nó sẽ bằng 1 trên z. Và chúng ta tiếp tục biến đổi phức hóa thành dưới dạng là g trừ cho j Gb b thì ở đây có hai cái phương trình tương đương cho nó như vậy thì ở một cái tần số xác định thì có thể thay thế một cái mạng hai cực không nguồn bằng một cái tổng trở là tổng vào của nó đấy tương đương như hai cái hình dưới đây và chúng ta có thể thấy rằng là r này gx này G này Trừ JB e, Trừ YB này Đấy Ở đây chúng ta có một cái bài tập như sau Hãy xác định Xác định tổng trở vào Đấy tổng dẫn vào Và sơ đồ tương đương của mạng hai cực Biết là U là bằng 220V Y là bằng 5A Và công suất của nó B là bằng 550W Biết là U vượt trước vượt trước so với y y phức u phức vượt trước so với y phức thì cái đầu tiên chúng ta phải tính là đó, đó là chúng ta dựa vào cái công thức tổng trở vào z sẽ bằng r cộng cho Gx đúng không từ đó chúng ta tính được z và sau khi tính được z thì chúng ta dựa vào công thức phi là bằng a cốt b chia cho u uh, chi u nhân y đúng không thì chúng ta sẽ tính được Cái uh, Cái công thức của Z Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được Tổng dẫn vào Và chúng ta sẽ giải như sau Ok bây giờ ta sẽ giải như sau Tổng dẫn vào Z sẽ bằng uh, R cộng Z Như công thức ban nãy chúng ta đã Tính rồi đấy U phức thì bằng Z Nhân với Y phức suy ra z sẽ bằng r cộng cho gx đúng không mà g ấy nó sẽ bằng là tổng dẫn vào ấy nó sẽ bằng là u chia cho y là bằng 220 chia cho 5 bằng 44 ôn. Oh. mà ta lại có công thức góc phi sẽ bằng áp cốt của b chia cho u nhân y đúng không thì ta sẽ được là áp cốt của 0,5 mà đề bài cho ấy đề bài cho là u phức vượt trước y phức cho nên góc phi này sẽ bằng là 60 độ nhớ nhá vì u phức vượt trước y phức cho nên góc phi này sẽ bằng là 60 độ sau khi ta suy ra phi bằng 60 độ rồi thì ta sẽ tính cái z của nó tính tổng dẫn vào sẽ bằng 44 nhân cho phức khóa của 60 độ sẽ bằng là 22 cộng cho chia nhân cho 38 38 ôm và từ đó ta sẽ có cái sơ đồ tương đương sau đấy ta sẽ có cái sơ đồ tương đương ở phía bên cánh tay phải đấy 22 ôm và di nhân 38 ôm đấy các bạn thấy chưa tổng trở vào đấy tổng dẫn tổng trở vào rồi, Z nó đi vào trong đấy và bước tiếp theo thì ta sẽ tính là tổng dẫn vào tổng dẫn vào thì bằng nghịch đảo của À, tổng trở vào và ta sẽ có được tổng dòng vào như sau ta sẽ tính y y lớn sẽ bằng là 0,0196 trừ cho y nhân cho 0,0114 14 giây và ta sẽ có cái sơ đồ tương đương à, thứ hai như sau đấy các bạn hãy nhìn cái hình vẽ ở phía góc cuối đấy đó là minh họa cho cái sơ đồ tương đương tổng dẫn vào của bài toán này đấy và bài toán của chúng ta à, đến đây là kết thúc và chúng ta sẽ à, nhớ hai cái biểu thức chính đó là đó là hai cái biểu thức này và cái sơ đồ tương đương à, mạng hai cực đấy thì à, tổng dẫn vào sẽ bằng nghịch đảo của tổng trở vào, đấy và bài học nhật ký học tập của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây.